Xin chào các bạn, xin chào các anh chị em, các chị em phụ nữ đang sử dụng xe Vision. Hôm nay mình làm một cái clip liên quan đến cái vấn đề của xe Vision. Cái xe này là xe của mình, của vợ mình, xin lỗi. Nói của mình cái bị chửi chết. Nên xe này là xe của vợ mình, Vision. Các bạn nhìn cái xe nha, cái mẫu xe và cái kiểu dáng nha. Cái đít bầu và cái đầu phía trước như vậy đó, đời này là đời dạng như đầu tiên đó nha, nha các bạn. Và cái xe này thì mình cũng làm clip thay nhớt đồ rồi, hướng dẫn thay nhớt đồ rồi. Rất tiếc là hồi xưa là có một đợt nó cháy cái đèn đuôi và mình có làm nhưng mà lại không có làm clip được. Rồi cái xe này thì đời 23 nhưng mà mới đi được có 42.390 cây thôi. Và hôm nay nó bị cái gì? Thì như thường ngày thì vợ mình đi làm cái quãng đường khá là ngắn, và hôm nay mình về thì mình thấy xuất hiện một cái xe của vợ mình nó lù lù ở nhà. Tưởng vợ mình ở nhà nhưng thực ra là vợ mình không phải ở nhà mà là bà bị trục trặc ở cái bình xe đó. Cái bình của cái xe này nó có vấn đề cho nên là cuối cùng là không ấy, hiện tượng của nó là gì đây. Bây giờ mình off chìa khóa nha, off chìa khóa. Off chìa khóa thì khi mình bật đó, đèn động cơ nó vẫn sáng, nó tắt đó. Giờ mình thử coi đó, nó nháy nhưng mà nó không có liên tục được nha. Và bấm thử còi thì coi có điện không nha anh em. Yếu yếu. Thực ra cái này nó mình bóp kèn rồi nó vẫn lên. Nói chung là nó xi nhan thì nó có nháy nhưng mà khi đề này, để mình bật cái tiếng đề cho mọi người nghe nha. Mọi người đừng chú nghĩ nghe cái tiếng máy nha. Đó. Cái hiện tượng này là cái hiện tượng gì? Cái hiện tượng này hiện tượng đơn giản nhất là nó đã tiêu cái bình rồi, sụp bình rồi. Và cái xe này khi sử dụng bình khô, bình 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 thường thì nó lại không có thể sạc, không sử dụng lại được. Và nhà sản xuất khuyến cáo là khi nó bị trục trặc với vấn đề bình hoặc là sụp bình như thế này á, đó thằng này là cái bình nó tèo rồi thì chúng ta nên thay. Và cái dụng cụ hôm nay của mình cần những cái gì? Rất đơn giản nha mọi người. Cái này thì ai cũng có thể thay ở nhà luôn. Và nếu mà trường hợp ở đây mình hướng dẫn luôn về cái chuyện là khi mà cái bình nó yếu như vậy đó thì mọi người không cần phải hoang mang, không cần phải sợ cái gì đó. Mình bật có thể là cái đèn này nó không sáng luôn, cái đèn này nó không sáng luôn và nó im re. Nhưng mà mình vẫn lấy bình thường. Nhưng mà cái này mọi người lưu ý là cái xe này khi khởi động là phải bóp phanh 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 trước nha. Đây, bóp cái phanh này này. À, cái xin lỗi, cái phanh sau chứ. Cái phanh tay mình đang cầm đây. Phải bóp phanh. Và quan trọng nhất là phải dựng chân chống giữa nha. Các mấy bạn dựng chân chống giữa xong cái mấy bạn quên cái chân chống này nè. Đó, nó là một cái công tắc ngắt động cơ đó. Nó phải đá lên thế này nè. Đó. Đó động cơ. Và khi hệ thống phun xăng điện tử này tuy nó không có điện hoặc nó yếu, nãy là mình đã thử rồi, vì mình bật chìa khóa nó không lên đâu. Lúc nãy mình vừa mới nổ máy cỡ tầm 5-7 phút để cho nó có điện nó lên lại đó, nhưng mà nó cũng sụp lại luôn rồi. Thì cái lúc này thì mình bắt đầu mình mới dựng chân chống giữa lên nha. Nhớ nha, nhớ nha mọi người, dựng chân chống giữa lên và cái chân chống này này phải chân chống bên hông phải đá lên. Và cái này nè, cái này thì mọi người phải chú ý này, nó rất là bình thường, các xe mà ít dùng rất là nặng nha. Đời sau này thì nó không có cái chân chống nữa, không có cái giò đạp nữa, nhưng cái đời 23 này thì nó có nha. Đời sau này nếu mà ví dụ như là cái đời giống như cái xe basic của mình đây nè, nó không có giò đạp á, thì thôi dắt về rồi ra tiệm hoặc là sao đó, hoặc là mình mua mình mượn ai đó cái xe về thay thôi, không còn cách nào khác hết. Rồi cái này bây giờ nhanh chóng chân chống giữa nó lên rồi đạp, rất là cứng nha mọi người. Đó mọi người thấy không, bình hết nhưng mà nó vẫn nổ nha. Đừng có kêu nó là hệ cái bây giờ nó là nổ ngon lành rồi đó. Với điều kiện là phải bóp phanh này đó. Rồi thử coi đó, thì máy động cơ nổ thì mọi cái nó hoạt động bình thường, xi nhan trái xi nhan phải, kèn còi nó vẫn nổ hết. Rồi tắt cái này xong, dụng cụ cần những cái gì? Dụng cụ là một cái tua vít, tua vít ba ke hai đầu, huyền thoại của mình.
Đó. Anh em phải mua cái loại mà có sao của Mỹ nha. Cái này mình nói rồi đó, cái này là cái sao nó quan trọng lắm nha, phải đồ phải có sao này làm mới thiêng nha. Không làm được á. Rồi. Một cái kim có thể để làm nhiều việc nữa. Ở đây quan trọng nhất là mua cái bình gì. Ra tiệm là ai không biết thì bảo là lấy cho cái bình của Vision để đầu, hoặc đây bình đây nó có mã luôn GS hoặc là Đồng Nai hoặc là bình Nhật gì cũng được hết nha nha nha. Đây với mã đây 12V 3.5 Ah đó, chỉ cần có cái số và cái số vôn rồi số ampere này là họ sẽ lấy cho mình đúng đó, loại này đó, đơn giản mọi người. Ra ra tiệm này đó, đưa cho họ coi này, không cần là nhà GS này nhá, mình hay dùng cái loại này thôi, loại này là bình khô, nó gọi mình gọi là bình khô đó. Ra nó họ họ biết thôi. Rồi còn vấn đề mở là mở những đâu, cái xe này muốn cái bình ắc quy nó nằm ở cái đầu này nè nha, cái đầu này nè đó, cái đầu này đó, cái đầu này á, thì nó phải có mấy vị trí cần mở. Mở con ốc đây nha, con ốc đây là ốc có nó có đầu pa ke nha mọi người, một con. Rồi bên này đối diện có một con nữa, đó là hai con. Rồi ở đây nữa nè, nó có một cái mấu ở đây nữa nha mọi người. Đây quay cho mọi người thấy ở dưới này mọi người thấy không, đó mọi người thấy nó có một cái nút đen đen nha, nút đen đen nhỏ nhỏ này, nút đen đen nhỏ nhỏ này nè. Cái nút này đâu không để thì không biết cách mở làm sao hết. Nút này nó có một cái nút này nó có một cái khe ở giữa màu đen đen, mọi người thấy không đó, cái khe ở giữa này và cái khe ở giữa này lấy nét khó quá. Đây mọi người thấy không đó, cái khe này mình ấn vào đó thì mình sẽ cạy được cái này ra thôi, quá đơn giản. Đây đó anh em thấy không đó, nên là mình ấn vô cái ở giữa này, mọi người nhìn kỹ này, ấn vô cái khe ở giữa này thì nó tụt vào là mình sẽ gỡ nó ra giống một cái nút bình thường thôi đó. Cũng khá là đơn giản đúng không mọi người. Còn lúc mà mình nhớ thì mình lại kéo nó ra mình này nó từ từ nha. Đây rồi mọi người, khi mà mình mở ra xong thì mình sẽ ấn ngược nó lại, mình cạy mình ấn ngược cái này lại cho nó lồi đây này đó, để lúc cái đầu này nó nhỏ này mọi người thấy không, cái đầu này nó nhỏ xíu xíu như thế này á đó, nó cụp lại thế này thì mình đút qua cái lỗ được. Sau khi đút qua cái lỗ thì mình sẽ dùng cái tay mình ấn cái miếng này đen này này, ấn cái miếng ở giữa nó chạy vào bằng với cái mặt ở đây, bằng với cái mặt của con cái nút nhựa này thì nó sẽ gài lại được. Bây giờ mình ấn cho, bây giờ cái này hiện tại bây giờ nó đang như vậy này nha, mình ấn cho mọi người thấy nha, đó nó xòe ra như vậy đó thì nó sẽ gài lại và nó không có tụt ra được. Đây là cái nút nhựa khá phổ biến của Honda, nếu mà mọi người sợ mà nó hư nó hỏng thì làm giống mình ở mấy clip trước á, mua sẵn trên Lazada hoặc Shopee có mấy nghìn hột rồi, quá đơn giản, lúc nào cũng sẵn hết. Rồi xong bây giờ mình sẽ mở cái yếm này và cái tấm nhựa này này, mọi người lưu ý nha, cái này này mình kéo này ra này đó, nó tụt ra rồi. Còn cái phần phía trên này này là mọi người phải túm ở trên sát trên này này, giật ngược ra phía trước nha mọi người, giật ngược ra phía trước, giật vừa kéo đó thì nó sẽ tụt ra, tại nó có hai cái mấu ở trong này này, mấu trong này. Bây giờ mình sẽ, tại vì mình sẽ tạm thời tắt máy quay để mình giật đó cái đã, hai tay mới làm được. Rồi các bạn ơi, mình đã gỡ xong rồi các bạn này, ở phía này nó có hai cái mấu, hai con ốc nhé, hai chỗ lúc này mình chỉ để mở ra đó. Còn cái phần trong này nó có một cái mấu này đó, bên này có cái mấu, ở đây chỗ này nó có hai cái nút nhựa màu trắng, hai cái nút nhựa màu trắng thì nó sẽ khớp vào đây nè mọi người, hai chỗ này này. Cho nên là ý là lúc mình bảo là khi mà mở mở cái phần bên, bên mở cái phần hai con ốc ở ở đầu này xong, bắt đầu là mình phải giật ngược nó ra là vậy đó, nó các cái mấu nó gài hướng từ
từ cái góc của mình đang nhìn này vào cái đầu xe, thì khi mình gỡ ra thì mình phải giật ngược ra phía này, có nghĩa là mình giật ra phía cái góc nhìn của máy quay mình đang nhìn này các bạn. Giật đúng hướng thì nó sẽ không có bị gãy và nó sẽ làm rất là nhanh. Và nếu mà mình không có giật đúng á, nó gãy liền à. Thì bây giờ đây mình theo cái mở ra xong rồi nhé. Các cái phần cầu chì thì mình không nói. Đây, có nhiều bạn hỏi cái cục này cục gì, cục này là cục nhé toàn giống cái chuông á, mình gắn thêm cho nó kêu cho nó đỡ quên xi nhan. Rồi cái phần này là gồm những cái gì? Tu vít mở này. Cực màu đỏ dương nha. Đây. Đó, đây một con vít nữa. Mở ba con ha. Đó, mở ba con là mình sẽ lấy cái bình ra. Đây cái bình cũ của xưa người ta cũng có cùng con số nữa. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra nha các bạn. Mình mở ra. Đó, sau khi mình dùng tu vít mình mở ra các bạn nha. Chỗ này một con vít này, chỗ này một con vít này. Thế này bên này cũng một con vít nữa. Thì mình đã thay, mình đã lấy được cái bát của bình ác quy này nè, trong này nó có mấu gài này. Bình này là không phải là bình zin của xe nha. Bình của xe nó đã ra đi từ lâu lắm rồi. Gần 10 năm đâu mà mọi người lấy đâu mà zin nữa. Bình này cũng khá bền đó. Đó. À mà nãy mình quên nói với mọi người là khi mở thì mở cái cọc nào trước, khi mà cúp chìa khóa rồi á thì mình sẽ mở, khi mà mở thì mọi người sẽ mở cái cọc âm trước nha. Cọc bên này là cọc âm nè, mở cọc dương sau. Đó. Khi gắn thì làm ngược lại, gắn cọc dương trước, cọc âm sau. Đó. Lúc mà một lúc mà mình làm thì nó không sao, nhưng mà khi mà mình gắn á là mình gắn cái lúc mà mình gắn mình đừng có gắn cọc âm luôn nè. Đó. Có nghĩa là khi mình gắn cái cọc dương này vô nha mọi người. Trường hợp ví dụ như cái tu vít hoặc là cái clay của mình nhé, nó có đụng một cái chi tiết sắt này, trong xe này là cọc âm nó nối vô luôn. Mình không có đấu với cọc âm trước. Đó, mình gắn cái cọc dương trước. Thì cái trường hợp mình vặn nó có đụng chạm vào đây nó cũng không có bị nổ cầu chì nha. Khi mình gắn cái cọc dương màu đỏ này xong này thì mình sẽ quay qua mình gắn cái cọc âm này, nó sẽ không đụng vô. Tại vì cọc dương ở đây nó đã được bọc rồi. Đó là lý do người ta bọc cái cọc này là vậy. Ô tô nó cũng giống vậy đó. Nguyên tắc của nó giống ô tô. Rồi bây giờ mình sẽ rút cái bình nè. Rút cái bình thì nó hơi cắn cái ống dầu phanh nha. Đó. Có thể mình rút một tay được mà. Rồi. Đó. Rút ra. Rồi kiểm tra cái hộc bình nó sạch sẽ không. Sạch. Chẳng có gì hết. Đó. Đó, cái hộc của nó vậy đó mọi người. Rồi giờ còn làm gì ngoài cái việc này nữa. Rồi khui bình nó cùng kích cỡ là được. Ở trong cái bình này nó có sẵn cho mọi người cái ốc tán này luôn nè, mình chỉ cần gỡ ra mình thấy thôi. Đó, bỏ vô. Ừ. Cái này gọi là bình GS hả? Cái này thực ra mình cũng chẳng cần ấy lại, tại vì dùng cả mấy năm trời rồi mọi người, không cần phải dùng lại đâu. Tại vì cái bình này mình thay, hồi đó mình thay xong mình dùng đến mấy năm ta, được khoảng có tầm 8 năm mọi người, 8 năm đó, 8 năm cùng mã luôn. Đó, rồi giờ mình thay vô nha. Rồi, sau khi mình đã thay xong, mọi người thay chú ý nhớ mấy cái này nha, siết cho nó chặt nha mọi người. Cái này cũng vậy này, siết chặt này. Tất cả đều phải siết chặt nha. Rồi, vòng bật công tắc coi. Đây. Thử xi nhan coi. Đó. Rồi, giờ để thử coi. Nổ không? Ok rồi mọi người. Đó. Đó, mình mới gắn vô là nó chạy liền à. Rồi đó. Làm công việc rất là đơn giản nha. Mọi người nhớ cái mã của cái bình ắc quy nha. Thay dễ không? Được làm nhà được mọi người. Bảo dưỡng trước Tết rồi hả? Đỡ tốn tiền thợ. Rồi chúc mọi người thành công nha.